Mọi người đang xem truyện tranh trên kênh Góc truyện Độc Đáo, đừng quên like và đăng ký kênh, giúp kênh có thêm động lực ra nhiều video hay hơn nữa nhé. Chuyện, phu nhân, thân phận người bị lộ rồi. Cháp 22 Mấy tháng không gặp, tôi khó lắm mới về được, vậy mà em lại lạnh nhạt với tôi như thế. Tôi, em trốn tránh tôi như vậy, chẳng lẽ là do ba của tôi sao? Em và ba tôi rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào? Đừng nói em là cô con gái ngoài giá thú của ba tôi nhé cô gái run rẫy tay nắm chặt áo chàng trai nhìn cô gái rồi nói đùa đấy em về đi chàng trai bỏ cô gái ra cô gái nghĩ thầm tưởng là anh ta tìm mình là để giúp mình họp phụ huynh ai ngờ thôi bỏ đi cô ấy bước tới nhặt cây dù lên và rời đi chàng trai nhìn theo suy nghĩ cô ấy trước giờ chưa từng nhắc đến ba mẹ cô ấy trước đây mình điều tra có chút khó khăn ba mình hình như đang che giấu gì đó cô gái tự trách bản thân đều là lỗi của mình tại mình khiến cho gia đình chú phong không vui ba việc này không thể trách mẹ con giận được ba tùy tiện đem người về còn đối xử tốt như vậy mẹ con không có thái độ tốt với cô ấy cũng là bình thường thôi ba nói rồi là có người nhờ ba được nhờ sao đừng có nói là cô ấy là đứa con ngoài giá thú của ba đấy nhé im miệng là hiệu trưởng từ nhờ ba chăm sóc con bé còn chuyện khác con không cần biết cho dù ba mẹ cô ấy mất thì ít nhất cũng có họ hàng thân thích chứ tại sao lại nhờ ba chăm sóc chỉ cần đậu đại học là mọi chuyện sẽ kết thúc, như vậy thì sẽ không gây thêm phiền phức cho hiệu trưởng Từ và chú Phong nữa. Sau khi cô cô nói ở kinh thành có đại sư muốn thu đệ tử, Ngữ Nhi ngày nào cũng luyện tập giai điệu này. Không đủ, trình độ như vậy vẫn là chưa đủ, rốt cuộc chủ nhân của bản nhạc này thiên phú như thế nào? Ngữ Nhi, anh, anh về rồi sao? Ngữ Nhi, kỹ năng đánh đàn của em ngày càng tiến bộ, chỉ là thiếu chút tình cảm luyện tập nhiều một chút là được rồi. Cảm ơn anh, đây là ca khúc em tự sáng tác, chỉ cần cải thiện thêm, nếu anh có thời gian, có thể nhờ anh chỉ dạy không ạ? À. Từ nhỏ anh cầm hiện đã đàn violon, trình độ âm nhạc của anh ấy cao hơn mình rất nhiều, đây là lần đầu tiên anh ấy khen mình. Ca khúc này là em tự sáng tác sao? Cô cô nói các đại sư ở kinh thành rất thích những học viên có năng lực và có sự sáng tạo trong sáng tác, nên em mới thử sức. Ca khúc này có ý cảnh bao la, nghệ thuật cao, không phù hợp với phong cách của Ngữ Nhi. Nói chuyện gì thế? Mẹ đưa chút đồ ăn khuya cho các con. Dạ không có gì ạ, anh trai vừa rồi đang chỉ điểm con đánh đàn violông ạ. Đúng rồi mẹ, thứ bảy này lớp 12 có họp phụ huynh, mẹ học cho chị đúng không ạ? Vậy để ba hoặc anh trai đến họp phụ huynh cho con nhà. Để anh trai hoặc là ba đến họp phụ huynh cho mình có thể diện hơn nhiều. Hai người bận như vậy, thôi để mẹ kêu gì nhỏ của con, đi họp phụ huynh cho chị con, còn bên con mẹ đi. Tần Nhiễm nhất định sẽ bị chủ nhiệm phê bình, đi đến đó đúng là mất mặt nghe giáo viên khen ngữ nhi mới có thể diện. Hai mẹ con ăn mặc xinh đẹp đi vào trường học ngữ nhi. Tần ngữ lần này lại top 10 toàn khối, làm phu nhân dạy con tốt thật. Tần ngữ lớn lên đẹp còn biết đàn violin, học tập tốt như vậy, lại xem con chẳng làm nên trò trống gì. Con dẫn mẹ đi xem nữ thần của con, nói không chừng tương lai cô ấy lại trở thành con dâu mẹ đó. Con nói mẹ nghe cô ấy lợi hại lắm, vẽ bản tin đẹp nhất khối, cô ấy còn giúp người bị bạo lực học đường, quả rất là dũng cảm thằng bé này con vội vàng như vậy làm gì chẳng lẽ tần nhiễm còn có thể chạy sao nhanh lên nhanh lên nghe nói hôm nay anh trai hoa khôi tần nhiễm đến đó tần nhiễm đã sinh như vậy anh trai cô ấy nhất định rất đẹp trai oái đi không biết nhìn đường à tần nhiễm anh trai sao trường con cũng có người tên tần nhiễm sao tối hôm qua mẹ gọi cho tần nhiễm mấy cuộc mà nó không nghe máy hôm nay lại đưa anh trai tới từ lúc nào nó thành hoa khôi vậy cô lý lần này lại đặc biệt tuyên dương ngữ nhi Lâm phu nhân đã sinh ra một cô gái tốt, sau này có phúc rồi. À đâu có, làm gì có, cũng là do Ngữ Nhi tự mình nỗ lực. Đó không phải Kiều đại thiếu gia sao? Nữ sinh bên cạnh cậu ấy là ai vậy? Hoa Khôi mới đó, mỹ nhân có khí chất lạnh lùng, giống như những diễn đàn trường nói. Chị Nhiễm sao từ trước tới giờ, tôi chưa nghe chị nhắc đến anh trai mình vậy. Là anh trai ruột sao? Hay là anh họ? Cô gái im lặng không nói gì. Đó là thiếu gia nhà họ Kiều tôi chỉ nghe cậu ấy với từ thiếu gia gì đó có mối quan hệ tốt thôi. Đây là xem chúng cô bé đó sao? Tần nhiễm nó từ khi nào cùng Kiều gia thông đồng rồi. Nhà họ Kiều là gia tộc lớn nhất ở Vân Thành. Sinh ý mở rộng đến Kinh Thành và nước ngoài, Kiều Thái Thái còn là thiên kim danh giá ở Kinh Thành. Ban đầu mình nghỉ họp phụ huynh cho nó thật mất mặt nếu biết trước là mình đã tự đi rồi. Như vậy biết đâu có thể đáp lễ nhà họ Kiều. Phụ huynh tần nhiễm xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh, mời anh ở lại bảng ghi chép này gửi cho anh. Tần nhiễm rất thông minh, chỉ mong phụ huynh quan tâm em ấy nhiều hơn một chút. Kỳ lạ phụ huynh của tần nhiễm còn áp đảo hơn phụ huynh của Kiều Thanh, rõ ràng anh ấy rất lịch sự với mình, nhưng mình lại thấy rất áp lực. Phối hợp với sự dạy dỗ của tôi, nhất định em ấy sẽ thi được thành tích tốt. Quả thật nên quan tâm cô ấy nhiều chút, không thì ngày nào cũng nhận được nhiều thư tình như vậy, không khí ngột ngạt.